Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Trung, 66 tuổi, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo điều tra, trước đó Trung đã có hành vi soạn thảo, loan truyền nhiều đơn tố cáo, tố giác sai sự thật, bịa đặt gửi tới nhiều cơ quan tổ chức từ trung ương đến địa phương. Hành vi của Trung đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn bình thường của các cơ quan tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của một số cá nhân. Ngoài ra, bản thân đối tượng Trung còn chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Qua vụ việc này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng khuyến cáo đến mọi người dân cần phải thận trọng, không được đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng internet cũng như các phương tiện truyền thông khác gây hoang mang cũng như phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây tổ chức cho nhân viên mua bán dâm tại nhà hàng GNG trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM do người nước ngoài cầm đầu, tạm giữ 7 đối tượng có liên quan. Bước đầu xác định chỉ trong vòng 2 tháng, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, Đại tá Phạm Đình Ngọc, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều mũi trinh sát, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an quận 1 tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng GNG. Qua kiểm tra, phát hiện quản lý của nhà hàng điều 4 tiếp viên nữ đi bán dâm tại chung cư cao cấp trên địa bàn TP Thủ Đức và quận Bình Thạnh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã chỉ đạo cấp dưới cho phép tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm cho người nước ngoài khi có yêu cầu với giá từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi lượt. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ tiếp khách là người nước ngoài, đồng thời cử lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra trước nhà hàng. Nếu phát hiện có người Việt Nam thì tiến hành đẩy đuổi và thường xuyên thay đổi địa điểm bán dâm. Với phương thức thủ đoạn trên, chỉ trong 2 tháng hoạt động, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng. Với tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp và tạm giữ 7 đối tượng gồm Hoàng Anh Hào, Yu Sung Ho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Lee Ji Hung, Kim Ji Hun, Kang Min Cheon, Nguyễn Kim Diễm, còn gọi là Madame Yến, về hành vi môi giới mại dâm. Cơ quan công an xác định nhà hàng GNG hoạt động từ ngày 22 tháng 5 đến nay với 30 phòng karaoke không phép, có 8 quản lý người Hàn Quốc, 3 má mì, 2 nhân viên phục vụ và hơn 120 tiếp viên nữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, suy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Châu Nóc, sinh năm 1998, trú tại xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào trưa ngày 23 tháng 7, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự kinh tế và ma túy công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với công an xã Văn Giáo tổ chức tuần tra trên tỉnh lộ 948. Khi đến khu vực tổ 6, ấp Măng Rò, xã Văn Giáo, phát hiện Châu Nóc điều khiển xe mô tô chở theo một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đuổi theo. Phát hiện lực lượng công an, nam thanh niên bỏ chạy, còn Nóc chạy xe vào quán bên đường nằm võng rồi lấy bọc ni lông màu đen bỏ qua võng khác. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong bọc ni lông màu đen có một khẩu súng quân dụng K-54 và 4 viên đạn quân dụng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tịnh Biên đã tạm giữ hình sự Nóc về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc, vật chứng và đối tượng cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Còn tại tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Đức Tiến sinh năm 2006, Lê Hoàng Hải sinh năm 2007, Trần Văn Đông và Hoàng Thái Bình cùng sinh năm 2008 và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Trung Hưng sinh năm 2009 và Hoàng Hữu Đạt sinh năm 2008, tất cả đều trú tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cùng về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do quen biết nhau từ trước nên vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7, Hưng, Tiến, Đạt, Hải, Đông và Bình rủ nhau sang Thái Bình chơi, chặn xe mô tô những nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, xe không lắp gương chiếu hậu để lấy biển kiểm soát xe đăng lên TikTok, mục đích để khiêu khích và khoe chiến tích trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã xác định hiện trường nơi xảy ra vụ việc, đồng thời tiến hành rà soát xác minh các đối tượng, thu giữ xe mô tô Airblade biển kiểm soát 15P102783, xe mô tô Honda Wave Alpha biển kiểm soát 15AK05778 và một thanh kiếm có chiều dài 1m. Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng trị giá tài sản mà nhóm trên đã thực hiện các vụ cướp là trên 200 triệu đồng và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quỳnh Phụ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng. Thưa quý vị,
sử dụng hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích hình ảnh, cảnh báo vi phạm. Cách làm này tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở. Cùng với việc tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, hiện nay từ dữ liệu hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo cung cấp, công an xã Đồng Rui có thể thu thập chứng cứ, lập biên bản xử lý đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua hệ thống camera an ninh thông minh, chúng tôi đã rà soát, kiểm tra hàng ngày. Thì nhiều trường hợp người dân khi tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm. Các em độ tuổi thanh thiếu niên đi xe là phóng tốc độ cao. Thế thì từ đó chúng tôi đã trích xuất lại hình ảnh, trích xuất biển số, đặc điểm của người tham gia giao thông. Và sau đó chúng tôi sẽ phối hợp với gia đình và dưới thôn để quản lý giáo dục. Nếu như khi giáo dục quản lý mà các em người dân mà không chấp hành vẫn tái diễn, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý bằng hình thức phạt nguội. Theo mình thấy là từ trước đến nay thì theo thói quen thì mọi người dân trên địa bàn khi tham gia giao thông ấy, theo thói quen trước là không thường xuyên đội mũ lắm. Đi lại thì vẫn còn lộn xộn ở trên đường, nhưng mà từ khi là lắp camera rồi thì mọi người là cũng ý thức được, có sự giám sát của camera. Đấy, nhận diện được biển số, khuôn mặt thì mọi người chấp hành đều là tốt. Triển khai từ cuối năm 2022, hiện nay toàn huyện Tiên Yên đã có 6 trên 11 xã triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo với hơn 100 camera được lắp đặt tại các nút giao thông, tuyến đường trọng điểm. Có khả năng đọc và nhận diện các biển số phương tiện, nhận diện khuôn mặt người khi đi qua, cho phép cơ quan chức năng tìm kiếm trích xuất mọi thông tin về phương tiện con người trên máy tính hoặc thiết bị di động. Hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Một số những cái vụ việc khi xảy ra trước kia đấy, thì khi mà hệ thống camera cũ thì nó không phát huy tác dụng được. Ví dụ như trong vụ tai nạn thì sẽ không khó, rất khó trong cái việc mà nhận diện cái đối tượng mà gây tai nạn hoặc là gì những cái biển số của phương tiện gây tai nạn là rất khó, nhưng hệ thống camera trí tuệ nhân tạo này thì sẽ giải quyết được cái việc đó. Và thực tế chúng tôi đã làm và đã phát huy tác dụng được và đã làm rõ những cái vụ án qua cái hệ thống camera này. Là cái camera y này là giám sát 24/24, qua đó đã giúp được công an xã trong công tác đấu tranh xử lý tội phạm và đặc biệt hơn là giúp bà con nhân dân nâng cao cái ý thức, thách thức về chấp hành về pháp luật về luật an toàn giao thông. Phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở. Tính đến đầu tháng 7 năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đã có 9 xã phường trong lắp đặt camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI với gần 200 mắt và mô hình đang tiếp tục được nhân rộng tại các địa phương trong toàn tỉnh. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại km số 140+400 quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Tu, huyện thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk, làm 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 8, tài xế Trần Doãn Tùng, sinh năm 1975, trú tại xã Ea Kênh, huyện Krông Park, điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 47C-28603 lưu thông trên tuyến quốc lộ 26 theo hướng huyện Krông Park đi thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ đâm trực diện xe máy biển kiểm soát 47F1-47648 của một gia đình 3 người gồm ông Vũ Văn Hợi, bà Quách Thị Loan và con trai là Vũ Tuấn Kiệt cùng trú tại xã Eada, huyện Eka lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy và xe bán tải lao vào vệ đường hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân. Hiện tài xế xe ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện và lực lượng công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với người này. Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 23 tháng 5 năm 2018 đối với đối tượng Mai Văn Tám, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân có thể bị phạt tù từ 12 năm đến tử hình. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm
tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình còn ra quyết định truy nã số 02 ngày 5 tháng 8 năm 2015 đối với đối tượng Hà Thanh Hải, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 25 tháng 7 năm 2019 đối với đối tượng Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Liên Hòa, Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã số 02 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh là đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại thôn Bắc Tây Nam, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện. Bản tin 113 cập nhật của Truyền hình Công an Nhân dân đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.